hai chú chó Alaska và Husky bị người chủ bỏ mặc đói khát trong góc vườn khiến ai cũng thấy thương. Mới đây, một chàng trai đã có dịp ghé thăm vườn của một đại gia có tiếng trong vùng thì vô tình phát hiện hai chú chó đang giữ vườn gần đó. Có thể thấy, con trắng là giống chó Husky, còn con màu nâu là giống chó Alaska. Tuy nhiên, khi nhìn vào chúng thì chàng trai đã cảm thấy rất bất ngờ khi hai chú chó được người chủ buộc dây ở một căn nhà nhỏ bỏ hoang. Thân hình của chúng thì gầy guộc, bộ lông thì lấm lem, không hề giống như những chú chó cưng khác. Khuôn mặt của cả hai trông rất hốc hác, mệt mỏi vô cùng, giống như đã bị bỏ đói, bỏ khát nhiều ngày trời. Ngay cả khi chàng trai tiến lại gần thì chúng thậm chí cũng không thể sủa thành tiếng lớn nào hay tỏ ra hung dữ, mà chỉ có thể rên những tiếng ư ử rất tội nghiệp. Đoạn video sau khi đăng tải đã khiến mọi người không khỏi thương xót, ai cũng băn khoăn tại sao giống chó đẹp và đắt tiền như Alaska và Husky lại bị chủ đối xử vô cùng thậm tệ. Đa số đều cho rằng đây là hành động mất nhân tính, không biết yêu thương thú cưng của mình. Nếu không thể đối xử với chúng tử tế, xin đừng nuôi, thấy tội quá. Một số khác hy vọng, lỡ ai mà có đi ngang qua thì làm ơn cho tụi nó ít đồ ăn nước uống, nhìn mà xót gì đâu. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.